Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái địa điểm ở Gạch Giá, đó là cái ngọn hải đăng Gạch Giá. Đây là ngọn hải đăng này các bạn. Thì ngọn hải đăng này nằm ở dưới khu lấn biển nha. Thì ngọn hải đăng Gạch Giá thì nó thuộc cái khu 16 hecta, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì ngọn hải đăng này được xây dựng vào năm 1993. Thì có tác dụng để chỉ vị trí của cái vùng biển Gạch Giá Kiên Giang. Thì ngọn hải đăng này hoạt động thì độc lập, giúp cho mọi cái tàu thuyền hoạt động trên cái vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, Gạch Giá định hướng được cái vị trí của mình ha. Thì cái ngọn hải đăng này nó nằm ở mấy biển cho nên nó thuận tiện cho việc mà chỉ hướng cho các thuyền bè đi lại trên vùng biển này. Thì ngọn hải đăng này cao là 28,5 m, thì tâm sáng là 26,5 m, thì ánh sáng trắng, chu kỳ của nó là 8 giây. Thì mình thấy ở đây nó gồm có là 6 tầng ha, có 6 tầng. Ở trên tầng cao cùng, trên cùng mới là để cái ngọn đèn. Thì giờ này nó còn sáng quá cho nên nó chưa có chiếu các bạn, một chút xíu nữa tối thì nó sẽ chiếu đèn ha. Bên đây là cái khu vực bến tàu cao tốc nè các bạn. Rất là nhiều tàu ha. Đây là cái cảng nha. Tàu bè thì về đây đậu nè. Ngọn hải đăng thì nó nằm ở bên đây. Đấy. Hải đăng này nó có 6 tầng. Trên tầng cao nhất là ta để cái đèn cho các bạn. Thì cái khu vực này người ta bao bọc lại xung quanh hết, nó trồng nhiều cây nè. Ở dưới mé biển thì lập công viên cho mọi người xuống đây ngắm biển hóng gió rồi. Còn bên kia là cái nhà hàng, cái nhà hàng các bạn. Đây ngoài kia là biển nha. Chiều bầu trời rất đẹp các bạn. Đây ngọn hải đăng thì nó có rất là có lợi ích cho thuyền bè đi lại ha. Thì mọi người đi ở ngoài biển á, nhờ có ngọn hải đăng mà định hướng được cái phương hướng để mình đi, mình khỏi bị lạc đường rồi đó. Mình nhìn ngọn hải đăng từ ở bên cái cạnh này thì thấy nó đẹp ha. Đấy, tối chút nữa là ta bắt đèn các bạn. Một chút xíu nữa chừng nào mà tối khi mà bắt đèn thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình lên cái cầu Ba Tháng Hai là mình quay từ xa và thấy con hải đăng nó đang quay này, đang chiếu đèn này bạn đó, còn thấy không đó, đó. Giờ này cũng mới vừa chiều trạch tối thôi, xa xa ngoài kia là hồng tre thì ngóng mùa này, còn hải đăng đó nó chiếu đèn các bạn thấy không. Cái này quay xa quá các bạn thấy không rõ ha. Để mình quay gần lại nè, đó các bạn thấy nè, đó, đó. Cứ 8 giây thì nó sẽ chiếu đèn ngay cái vị trí mà mình đứng được. Nói chung chiếu đèn giáp xung quanh chứ, tại vì mình đứng vị trí nào mình sẽ gặp vị trí đấy nha.